Đây là vợ ơi, sao em đi làm đi công tác về sớm thế? bao nhiêu lần rồi tôi hỏi anh, đây là lần thứ bao nhiêu? Vậy mà em tha cho anh lần này, anh sẽ không tái phạm nữa đâu. Con hồ ly này dám cướp chồng tao! Tao cảnh cáo mày, lần sau còn léng phéng với thằng Long nữa thì tao sẽ cho mày chết luôn đấy, mày biết chưa? Dạ vâng, chị ơi, chị tha cho em ạ. Từ nay, Long là món đồ bỏ đi của tao, vì dơ bẩn nên không còn giá trị. Nhưng mà tao thấy mày xuất hiện ở nhà tao thêm một lần nào nữa thì tao sẽ giết mày ngay lập tức, mày biết chưa? Dạ vâng, em cảm ơn chị. Cút! Còn anh, anh đã là một thằng đàn ông vô dụng, chỉ có việc ở nhà nấu cơm nội cho mà dám cắm sừng tôi. Anh rể của tôi là chủ tịch của một tập đoàn, một tháng kiếm không biết bao nhiêu tiền, thế mà vẫn yêu vợ thương con. Còn anh, cút ra ngoài. Cút! Vợ, anh xin lỗi, vợ tha cho anh lần này đi. Giờ anh cút hay là để tôi vứt đồ của anh ra ngoài? Vợ ơi, anh biết sai rồi. Được, tôi cho anh một tiếng, dọn đồ và cút ra khỏi nhà của tôi. Sau này chúng ta sẽ gặp nhau lần cuối tại tòa án lúc ly hôn. Em cứ bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó. Em khổ lắm anh chị ạ. Em không thể nào tha thứ cho anh Long được. Em chỉ muốn ly hôn thôi. Em suy nghĩ kỹ chưa? Chị không khuyên em là phải bao dung với kẻ bội bạc, nhưng mà em đã chắc chắn với quyết định của mình chưa? Em đã quyết định rồi. Em sẽ không về căn nhà đấy nữa. Em sẽ sớm bán căn nhà đấy đi thôi. Chị cho em ở nhờ vài hôm nhé. Anh ơi, cái Vân nó đã vậy, hai vợ chồng mình giúp nó anh nhé. Nó ở đây với vợ chồng mình chắc cũng không có gì bất tiện đâu anh nhỉ. Có gì ghê gớm đâu, chỉ cần vợ muốn là được. Dạ vâng, yên tâm nhé. Hôm nay là sinh nhật của Quỳnh à. Em ở đây thổi nến với anh chị như thế này chắc là Quỳnh vui lắm. Đúng rồi, ở lại đây với anh chị nhé. Hai chị em chờ anh một lát nhé. Vâng ạ. Rồi không sao đâu, nín đi. Chúc mừng sinh nhật chị nhé. Chúc mừng sinh nhật em. Chị ước đi. Ước gì chị em chúng ta luôn yêu thương nhau, mong cho em gái mình gặp nhiều may mắn. Còn đây là quà của anh. Cảm ơn chồng. Ô, sao anh biết em thích nhẫn này? Đây là nhẫn phiên bản giới hạn mà, nhất chị gái mình nhá. Em đeo luôn nhá. Đẹp thế. Tại sao chị lại may mắn hơn tôi mọi thứ? Tôi có một người chồng vô dụng và lăng nhăng, còn anh rể lại là chủ tịch, đẹp trai, trung tình. Người đàn ông tốt như thế vốn nên thuộc về tôi. Hôm nay có món anh thích, ăn nhiều chút nhé. Món gì em nấu, anh cũng đều thích cả. Khéo nịnh thôi, cả con bé này nữa, ăn nhiều vào rồi còn hồi sức. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, nhớ chưa? Em cảm ơn. Ước gì trước đây chồng em cũng thích những món em nấu như thế. Em còn trẻ đẹp, còn nhiều cơ hội. Hàng tá các anh đang đứng đợi em kìa. Dạ vâng ạ. Vâng, cho chị bắt cơm. Vợ ăn tiếp đi, anh thấy hơi mệt nên là lên phòng nghỉ trước nhé. Ơ, có sao không ạ? Anh không sao. Có vẻ như cá đã cắn câu rồi. Chị ăn cơm đi.
Hai anh em ăn chuối này. Ô, chuối mới mua à chị? Ừ, ăn đi. Chị lên tắm cái, sáng giờ mệt quá. Em đi tắm nhá. Dạ vâng. Chuối ngon lắm. Anh Dề muốn ăn thử không? Anh không ăn đâu. Anh Dề, anh như con cá vậy. Đã đến lúc tôi thu lưới rồi. Alo anh Dề à? Anh giúp em với. Em không biết đây là đâu cả. Hình như là đang gần nhà anh á. À ừ, anh đến ngay. Chờ anh một chút nhá. Dạ vâng. Em rất hạnh phúc khi chúng mình đã ân ái với nhau. Hôm qua anh rất hứng thú đúng không? Anh nói cho em biết đi. Em và chị Quỳnh, ai khiến anh thỏa mãn hơn? Em nói gì cơ? Sao lại là anh? Chú Long à? Dạ em đây anh. Nửa đêm anh gọi em có chuyện gì thế? Anh biết chuyện chú và Vân, thế nhưng hiện tại Vân đang cần người giúp đỡ. Vân bị gì vậy anh? Vân hiện tại đang say, đang ngồi ở quán gần nhà anh. Anh không tiện ra đó. Dù gì chú và Vân cũng là vợ chồng, chú có thể ra đấy không? Dạ, không thành vấn đề ạ. Anh cứ giao cho em, anh bảo với chị Quỳnh em sẽ chăm sóc tốt cho Vân ạ. Ok, anh đang đi cùng Quỳnh đây. Thế nhá. Sao cái Vân nó say? Nó không gọi em mà lại gọi cho anh. Anh đã nói với em rất nhiều lần, nhưng mà em không tin anh. Rồi còn nghĩ là anh nghĩ xấu cho Vân. Sáng mai em sẽ biết rõ hơn. Giờ thì đừng lo lắng gì cả. Tôi tưởng là em nhớ tôi. Em cho tôi thêm một cơ hội. Anh bớt mơ mộng đi. Vậy khi nãy em gọi tên Cường là sao? Anh quan tâm làm gì? Anh đối với tôi không khác gì rác rưởi cả. Kẻ phản bội như anh không đáng một xu. Câu này phát ra từ em. Không phải em đang thèm muốn anh rể của mình chứ? Anh lấy tư cách gì để nói tôi? Những cảm xúc mãnh liệt hôm qua là tôi dành cho anh Cường, chứ không phải là anh. Người ta là chủ tịch, giàu có, đẹp trai, lại còn yêu chiều vợ nữa. Em biết anh ta yêu chiều vợ. Vậy em cũng biết là em sẽ không có cơ hội nào đâu nhỉ. Anh im đi. Tại sao hôm qua tôi lại ngủ với anh? Điềm gì? Anh Cường, tối ngày hôm nay anh sẽ là của em. Trời ạ, uống kiểu gì mà nhiều thế này cơ chứ. Anh đừng đi. Em sợ bóng tối lắm. Hôm nay là do em say. Ngày mai nhất định em sẽ hối hận. Anh biết là như thế mà. Em không. Em muốn đêm nay
Đêm nay em sẽ làm cho anh thật hạnh phúc. Em nhất định không được hối hận đâu đấy. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Nếu em đừng vắng nhà công tác thường xuyên thì anh đâu cần cặp bồ để thỏa mãn. Hôm qua lúc em van xin tôi ở lại, em nói là sẽ làm cho tôi hạnh phúc mà. Em nói là em sẽ yêu tôi mà. Đê tiện! Tôi có đê tiện ạ? Thì cũng không ghê tởm bằng cái loại cướp chồng của chị gái như cô. Anh cút ra khỏi đây! Cút đi! Đi thì đi. Này, tôi bắt đầu thấy ghê tởm cô rồi. Vân, chị đừng có tỏ bộ mặt đáng thương được không? Đúng, tôi thèm muốn chồng của chị. Tôi còn ủ mưu cướp chồng của chị nữa cơ. Tại sao em phải làm thế? Tôi muốn chồng của tôi phải đẹp trai, ga lăng, yêu chiều vợ như anh rể đấy. Em thành ra thế này là vì chị để em ở đây, là lỗi của chị. Sao lại là lỗi của em chứ? Đúng! Tất cả đều là lỗi của chị! Vậy bây giờ em muốn chị phải làm gì? Để em trở về con người như cũ hả Vân? Tôi sẽ không quay đầu! Tôi hận chị vì tất cả! Bố mẹ mất sớm, tôi phải ở cùng hai bác. Trong suốt thời gian đấy thì chị lại yêu đương hạnh phúc. Mãi tôi mới lấy được chồng thì tôi gặp phải loại phản bội. Tại sao lại như thế? Tôi có cái gì kém chị à? Tại sao những cái gì bất hạnh nhất tôi phải là người gánh chịu? Cô nghĩ là hai bác lo được cho cô sao? Cô nghĩ tiền ở đâu mà hai bác lo cho cô ăn uống, sinh hoạt, học tập, rồi tiêu pha hàng tháng? Tất cả là tiền của Quỳnh đấy. Anh nói dối. Cô không tin thì điện cho hai bác mà hỏi. Tôi còn nhớ lúc đấy, khi Quỳnh còn làm ở công ty tôi, cô ấy đã phải cắt đi mái tóc mà cô ấy yêu nhất. Tệ hơn là có lần cô ấy phải đi bán máu. Là vì cái gì? Là để có tiền gửi về quê cho hai bác lo cho cô đấy. Có lần tăng ca quá sức, cô ấy phải nhập viện để truyền nước nữa. Thôi đủ rồi, anh đừng nói nữa. Em phải để cho anh nói. Nếu lúc đó tôi mà biết Quỳnh nuôi cái loại người vong ân bội nghĩa, ăn cháo đa bát như cô ấy, thì tôi đã ngăn cản cô ấy rồi. Hy sinh thì cũng cần đúng người chứ. Chị tha thứ cho em nhé. Có lẽ một lúc nào đấy chị sẽ tha thứ cho em, nhưng không phải bây giờ. Chị không chấp nhận được sự thật này. Chị, em về quê đi. Nếu như em không muốn ở căn nhà mà em với Long từng ở, thì em đi về quê đi. Chị gọi điện nhờ hai bác rồi. Chị đừng ghét bỏ em mà. Chị xin lỗi. Chị Quỳnh. Em xin lỗi chị. Coi như chị không còn đứa em gái như em đi.